Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 10 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tổ chức diễn đàn kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại du lịch Việt Nam Lào Thái Lan. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị Bách Đạt An. Mục An toàn giao thông có phóng sự tăng cường tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Bác Xế, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bác Xế phối hợp chính quyền tỉnh Champasak và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam gọi tắt là VCOM tổ chức diễn đàn kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam Lào Thái Lan. Diễn đàn có sự tham gia của 11 đoàn đại biểu đến từ Việt Nam gồm Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hiệp hội VCOM và tỉnh Quảng Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Quảng Nam luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất thu hút hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch từ Lào và Thái Lan. Phát biểu khai mạc hội nghị Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bắc Xế, Lê Văn Trung thông tin mục tiêu ý nghĩa của diễn đàn nhằm kêu gọi xúc tiến thúc đẩy đầu tư thương mại và du lịch, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ khăng khít giữa ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan nói chung, giữa các tỉnh thành địa phương ba nước nói riêng. Hành lang kinh tế Đông Tây gồm 4 quốc gia Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại du lịch triển khai trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua các thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết lần này giữa Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào cũng là trọng tâm của diễn đàn lần này. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng với các địa phương trong khu vực, nhất là đối với tỉnh Quảng Nam, là cơ hội thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại, du lịch dịch vụ giữa các bên. Đặc biệt có phần quan trọng trong việc sớm hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây kết nối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, là tuyến đường ngắn nhất kết nối tỉnh Ubon Ratchathani, vùng Đông Bắc Thái Lan và các tỉnh Nam Lào với Biển Đông. Việc tăng cường kết nối xúc tiến đầu tư, hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa các bên là đặc biệt quan trọng và cần thiết nhằm thảo luận đề ra hướng đi đột phá trong cơ chế chính sách hợp tác trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai bên sang đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát triển du lịch, hợp tác nông nghiệp cũng là tiềm năng thế mạnh mà các tỉnh Nam Lào và Thái Lan có thể hợp tác với tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Tại diễn đàn, các tỉnh thành khác của Việt Nam, Lào, Thái Lan đã cập nhật, cung cấp thông tin về tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư giữa các bên trong lĩnh vực thương mại, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Đông Tây. Chiều qua, tiếp tục chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn, có chuyến thăm chúc Tết cổ truyền Pun Pi Mai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Champasak Lào, trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh. Đồng chí Vi Lai Vong Buddhakham, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Champasak tiếp đoàn. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Pun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Champasak, chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh và hai nước Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Lê Văn Dũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ giữa hai tỉnh. Theo đó, ngoài chú trọng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ và lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh, Quảng Nam tạo điều kiện để huyện Duy Xuyên kết nghĩa với huyện Champasak, tỉnh Champasak, triển khai nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực quản lý du lịch, bảo tồn di sản. Đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và đẩy mạnh hợp tác để sớm hoàn thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây kết nối Đông Bắc Thái Lan, Champasak, Nam Lào, Quảng Nam, Biển Đông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của hai bên. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam, đồng chí Vi Lai Vong Buddhakham cho biết chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Pun Pi Mai 2023, Phật lịch 2566.
thời gian tới, bên cạnh những thành quả đạt được, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác trong hoạt động xuất nhập cảnh, đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối trục hành lang kinh tế Đông Tây, đảm bảo thuận lợi trong phát triển kinh tế hàng hóa, du lịch giữa các địa phương trong khu vực. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng, Lê Thái Bình đồng chủ trì hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2023. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm nay. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca điểm lại một số kết quả nổi bật trong quý 1 như tham gia góp ý luật đất đai sửa đổi, thực hiện vai trò giám sát của mặt trận. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận làm rõ những mặt được chưa được trong công tác quý 1, góp ý các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2023 và quy chế quản lý sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm nay, trong đó chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết của tỉnh ủy về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh, chỉ thị số 37 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cùng một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng giải đáp một số ý kiến của các địa phương liên quan đến hướng dẫn tổ chức đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, việc tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023, tham dự có Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng. Tại buổi tiếp công dân, các công dân mua đất dự án Bách Đạt An ở địa bàn tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền Quảng Nam xem xét chỉ đạo chủ đầu tư các dự án sớm có phương án cụ thể thi công cơ sở hạ tầng, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo hợp đồng đã được ký và được kết luận. Hiện tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Người dân đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam trực tiếp vào cuộc chỉ đạo thực thi bản án mà tòa án đã tuyên, đồng thời chỉ đạo triển khai dự án khu đô thị Bách Đạt An ở địa bàn theo nguyện vọng của người dân để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xung quanh các ý kiến của người dân mua đất tại dự án khu đô thị Bách Đạt ở thị xã Điện Bàn đã kéo dài nhiều năm nay. Vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh thông tin thêm. Đầu tháng 3 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản yêu cầu công ty Bách Đạt An khẩn trương chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn phê duyệt, để phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên đến nay đã hết hiệu lực quy định, nhưng Bách Đạt An vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh ghi nhận tất cả ý kiến đề xuất của người dân mua đất, đồng thời sẽ có trách nhiệm giám sát thường xuyên các cơ quan thực thi pháp luật trong vụ án này nhằm sớm giải quyết dứt điểm, trả lại quyền lợi cho người dân tham gia dự án Bách Đạt. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế trạm y tế các xã Bình Vinh, Bình Hải, Bình Nguyên của huyện Thăng Bình và phường Thanh Hà, thành phố Hội An thuộc dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của việc đầu tư lần này nhằm tăng cường cơ sở vật chất và năng lực hoạt động của các trạm y tế tuyến xã, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Tổng mức đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gần 197 tỷ đồng, được trích từ ngân sách trung ương thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban ngành và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn giao Sở Xây dựng rà soát, phối hợp lấy ý kiến các ngành có liên quan và địa phương tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn tổ chức họp ban tổ chức, tổ nội dung để nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Đến nay, huyện Nông Sơn đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập sẵn sàng cho cuộc diễn tập với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng,
điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban ngành đoàn thể và trình độ khả năng phối hợp tác chiến của các lực lượng trong tác chiến phòng thủ. Đây chính là cơ sở để cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam vừa phối hợp với câu lạc bộ chuyến xe không đồng thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an và Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức chương trình thiện nguyện với tên gọi Phiên chợ không đồng tại xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Chương trình được diễn ra đồng loạt hai hoạt động là khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con Cai Dông, Xê Đăng, Mơ Nông của xã Trà Dơn, với gần 450 cơ số thuốc do các y bác sĩ của Bệnh viện 199 Bộ Công an trực tiếp khám, tư vấn, cấp phát thuốc và 447 phần quà, bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết được trao tận tay người dân thông qua hình thức phát phiếu đi chợ. Phát biểu tại buổi hoạt động từ thiện nhân đạo đầy ý nghĩa này, ông Trần Đình Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cho biết, đây là hoạt động an sinh xã hội hết sức thiết thực và ý nghĩa. Ngoài việc lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, hướng tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, thì đây còn được xem là một hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam với xã Kết Nghĩa Trà Dơn của huyện Nam Trà My. Tổng kinh phí của chương trình thiện nguyện này hơn 300 triệu đồng. Chuyển sang tin tức thời sự trên các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2023 đạt 5.226 tỷ đồng, bằng 25% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương giảm 1.039 tỷ đồng. Diễn biến đáng chú ý nhất là khoản thu từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Ô tô Trường Hải trong quý 1 năm 2023 đã giảm sâu. Cụ thể, 3 tháng chỉ thu 2.623,5 tỷ đồng, đạt 21,9% dự toán thu, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương giảm 1.440,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường tiêu thụ ô tô đang có vấn đề khó khăn do tình hình kinh tế suy giảm, tác động đến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư của doanh nghiệp, người dân. Hơn nữa, ô tô nhập khẩu đang có lợi thế cạnh tranh với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo nhận định của Cục Thuế, thông thường từ quý đầu năm bao giờ tiến độ thu ngân sách cũng đạt tầm khoảng trên 30% dự toán, bởi vì quý 1 là quý mà tất cả doanh nghiệp, người nộp thuế đều tập trung vào việc quyết toán thuế của năm trước. Thưa quý vị, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2022-2023 cho thấy sự đam mê đến cùng của học trò xứ Quảng. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, đó còn là đam mê cháy bỏng với nghiên cứu khoa học sáng tạo. Tại cuộc thi vừa qua, Quảng Nam tham gia hai dự án và đều đạt giải. Đó là học sinh đến từ hai trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, hai học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là Đặng Bảo Khoa lớp 12 và Huỳnh Hà Giang lớp 11 với đề tài cải tiến mô hình khuếch tán để tạo sinh hình ảnh đã xuất sắc đoạt giải nhất. Hai học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông là Huỳnh Nguyễn Bảo Nguyên và Phan Thị Như Nguyệt lớp 12 với dự án ứng dụng cấu trúc giảm chấn của chim gõ kiến trong việc thiết kế và chế tạo hộp giảm sốc thông minh đạt giải tư. Đối với đề tài cải tiến mô hình khuếch tán để tạo sinh hình ảnh là một trong 11 giải nhất được dự thi vòng 2 để tuyển chọn ra 7 đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Tại vì con làm các hoạt động với các câu lạc bộ thì con thấy là hình ảnh diện mạo thì rất là bị giới hạn, nên là con muốn tìm một phần mềm mà đó có thể tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của con. Những cái nguồn tư liệu hình ảnh mà anh Khoa tìm ở trên mạng là quá ít, và thậm chí có những hình ảnh không có trên mạng luôn. Cho nên anh Khoa đã tìm đến một cái mô hình tự động tạo sinh hình ảnh. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì cái mô hình đó nó vẫn chưa được hoàn thiện. Những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh. Thông qua đó giúp các em hình thành các kỹ năng, làm quen với nghiên cứu khoa học, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin trình bày trước đông người. Tỉnh Quảng Nam là một cái tỉnh lẻ, nhưng mà về truyền thống hiếu học của các cháu rất là tốt, cũng như cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của sở giáo dục cũng như nhà trường, thì trong những năm qua thì nhà trường cũng rất là cố gắng và mình biết mình là ai mà để mình phát huy được cái điểm mạnh của mình. Đề tài cải tiến mô hình khuếch tán để tạo sinh hình ảnh đoạt giải nhất và được vào vòng 2, học sinh phải trình bày và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Chỉ có 15 phút chuẩn bị, song với chất lượng của đề tài cùng khả năng tiếng Anh khá tốt của nhóm, hy vọng các em sẽ tạo thêm một bất ngờ nữa khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả trong thời gian tới.
Sáng nay ngày 10 tháng 4, giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, non sông liền một giải tiếp tục diễn ra chặng thứ 8 từ Đà Nẵng đi Hội An, Tam Kỳ, Quảng Nam với lộ trình 83,4 km. Cuộc đua non sông liền một giải niềm tin chiến thắng năm nay quy tụ hầu hết những đội đua mạnh nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Bình Dương. Các tay đua tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình 2.964 km trải dọc đất nước. Chặng 8 từ Đà Nẵng đi Hội An, Tam Kỳ, Quảng Nam với lộ trình 83,4 km. Các tay đua tranh tài dọc các tuyến đường ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam và về đích trao giải tại trung tâm thành phố Tam Kỳ với lộ trình 83,4 km. Như dự đoán, các cuộc tranh đua liên tiếp đến từ các đội nhằm chiếm lấy lợi thế cho những chặng đua quan trọng. Đồng thời, những đội đua mạnh có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ở các hạng mục cá nhân lẫn đồng đội đều muốn tận dụng cơ hội để phá sức đối thủ. Sau 2 giờ tranh tài đầy kịch tính, bất chấp sự đeo bám quyết liệt của các đối thủ, tay đua Peter Rikunov đến từ đội Tập đoàn Lộc Trời xuất sắc trở thành người cán đích đầu tiên ở chặng đua này. Ngày mai 11 tháng 4, các tay đua sẽ bước vào chặng 9, 31 km, đồng đội tính giờ tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trên hành trình đoàn đua đi qua, ban tổ chức cùng nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Tại chặng 8, ban tổ chức đã trao 30 triệu đồng học bổng cho các em học sinh nghèo của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Nam ra đời từ năm 2018. Hơn 5 năm hoạt động, nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc, tạo không gian hội ngộ cho những người có thú chơi đồ cổ ở xứ Quảng, qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn cổ vật và các di sản văn hóa của dân tộc, nhất là các cổ vật Việt Nam qua các thời kỳ. Tại buổi giao lưu cổ vật do câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Nam tổ chức cuối tuần qua, nhiều người khá ấn tượng với hoa văn, họa tiết bộ sưu tập ấm trà gốm sứ hoàng thành Thăng Long có từ thời Lý Trần với niên đại khoảng 1.000 năm. Điểm nhấn nghệ thuật tạo hình và kỹ thuật tạo tác cổ vật này chủ yếu là lấy họa tiết hoa sen làm chủ đạo. Đây là bộ sưu tập do bà Nguyễn Thị Huyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ vật Thanh Ngọc Kim kiểm định đa chức năng đã mang đến buổi giao lưu với nhiều tâm huyết. Tôi có mang trong một phần của bộ sưu tập của tôi. Bộ sưu tập của tôi gồm 500 món. Thì tôi có mang vào đây những cái món mà nói là tôi cũng tâm đắc. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Nam thu hút được 24 hội viên tham gia. Đây đều là những người có nhiều tâm huyết đối với công tác nghiên cứu sưu tầm, giữ gìn cổ vật trên cả nước. Tổng số hiện vật được hội viên sưu tầm lên đến hàng ngàn cổ vật. Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày, tuyên truyền về di sản văn hóa, câu lạc bộ còn có nhiều đóng góp tích cực vào việc vận động hiến tặng các cổ vật có giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc, cũng như hỗ trợ giám định, phân loại cổ vật đối với bảo tàng địa phương. Qua sự kiện này thì cũng mong muốn là thứ nhất là thể hiện cái tinh thần ủng hộ cho đối với anh em trong cái giới sưu tầm cổ vật với nhau. Thứ hai là thể hiện cái sự gắn bó, gắn kết của thành phố Đà Nẵng cũng như với anh em sưu tầm của vật Quảng Nam. Anh em đều có một chung một tâm huyết là sẵn sàng hiến tặng cổ vật cho bảo tàng nếu mà câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật của Quảng Nam phát động. Hầu hết cổ vật do hội viên câu lạc bộ sưu tầm đều là những cổ vật văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Ốc Eo. Ngoài ra còn có nhiều hiện vật cổ với những hoa văn tinh xảo thể hiện nét văn hóa của các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, Lê Sơ, Mạc, Nguyễn. Với những người yêu cổ vật ở đó, họ không chỉ nhận thấy sự khéo léo tinh túy của các nghệ nhân xưa mà còn có cả một kho tàng vô giá minh chứng cho từng giai đoạn phát triển của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Thưa quý vị, quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đã liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, đặc biệt xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạo thói quen, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong suốt những ngày qua, ngoài các tổ tuần tra cố định kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Tam Kỳ còn duy trì tổ tuần tra lưu động di chuyển liên tục qua nhiều tuyến đường trọng điểm,
nơi tập trung đông quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Nhiều khách hàng sau khi sử dụng rượu bia trong các quán nhậu, nhà hàng, thay vì liều lĩnh điều khiển phương tiện, đã cẩn thận gọi điện nhờ người thân đến đón hoặc đi taxi, xe ôm về nhà. Chú biết hành vi vi phạm mình là một con hay là mất con cái nào không chú? Chú không biết thiệt luôn á. Chú đi đâu vậy? Chú đám cưới của Hầu Đồng Hương về. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhiều lần gặp các trường hợp vi phạm cố tình quay đầu, tăng ga bỏ chạy vào các tuyến đường tắc khu dân cư, gây khó cho việc tuần tra kiểm soát. Nhiều người vi phạm là không có chấp hành việc thấu nồng độ cồn, nên là dùng biện pháp là dùng camera ghi hình lại để mình lập biên bản xử lý về những cái trường hợp là không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Với việc xử lý mạnh tay và liên tục, người dân dần có ý thức tốt hơn, chấp hành nghiêm quy định. Theo ghi nhận, từ khi tích cực ra quân kiểm soát, ý thức người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là trong một tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ không xảy ra tai nạn giao thông, giảm 2 vụ, 2 người chết so với tháng liền kề trước đó. Công an thành phố Tam Kỳ đã huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện là tuần tra, khép kín thời gian trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn của thành phố. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng văn hóa giao thông, có trách nhiệm chung tay cùng xã hội, phòng ngừa ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do vi phạm nồng độ cồn gây ra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì kiểm soát, xử lý để thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe lan tỏa mạnh hơn trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.